Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi cũng muốn phân tích cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Khả năng thi hành án. Tôi đã nhận không dưới 5 lần để mà trả lời tư vấn vấn đề này. Và tôi hy vọng rằng là thông qua cái kênh Dân ta phải biết luật ta, tôi muốn phân tích cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu thêm cái khả năng thi hành án. Một chị A điện đến văn phòng của tôi, chị bảo rằng là bây giờ chị nợ của người khác là 100 triệu. Bây giờ chị không có khả năng trả nợ cho người ta. Và tòa án mà phía bên nguyên đơn á, chị là bị đơn, nguyên đơn đã khởi kiện rồi. Tại cái phiên hòa giải và bản án đã xử buộc chị phải có nghĩa vụ trả cho phía bên nguyên đơn số tiền là 100 triệu. Chị nói là bây giờ tôi chỉ có khả năng trả được là 1 triệu đồng một tháng. Dừng lại nha quý vị và các bạn. Sáng nay thì cũng lại có một cái anh khách hàng, anh bảo rằng là tôi do làm ăn thua lỗ cho nên tôi không có khả năng trả tiền lãi vay, trả tiền nợ hàng hóa, cho nên cái chủ nợ đã khởi kiện đến tòa. Mà tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, bây giờ tôi chỉ có khả năng trả 10 triệu đồng một tháng thôi, mà bây giờ cứ kiện. Và bản án của tòa buộc tôi phải trả một lần. Mà tôi nói với họ rất là rõ, giờ tôi chỉ có khả năng trả được 10 triệu một tháng, tôi trả được trả không trả được thôi. Thưa quý vị và các bạn, luật sư chúng tôi không phải là nơi để quý vị và các bạn tìm cái con đường để cho quý vị và các bạn hài lòng hết tất cả quý vị và các bạn. Và vị khách hàng đưa ra một, chỉ có một cái quy định nào luật để cho em trả 10 triệu cho một tháng hay không? Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân ta phải biết luật ta là một chương trình để một cái sân chơi cho tất cả mọi người để nâng lên kiến thức pháp luật. Chúng tôi cũng phải biết dung hòa giữa cái người chủ nợ, cái người cho vay, và lại chúng tôi cũng biết dừng lại ở những người đi vay. Chúng tôi tư vấn một cách hoàn toàn vô tư, hoàn toàn không vị lợi. Chúng tôi cũng đưa ra những cái phương án công bằng, có vay có trả. Một điều đó là mình phải hiểu được vấn đề như vậy. Hôm nay thông qua hai cái ví dụ của chị A và anh B, tôi muốn nói với quý vị và các bạn rằng quy định của pháp luật, nếu trong trường hợp chị A thỏa thuận với cái nguyên đơn chủ nợ rằng chị trả cho nguyên đơn mỗi một tháng là 500 triệu cho đến khi hết nợ, mà phía bên nguyên đơn, cái người cho vay chị vay á, họ đồng ý. Trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận của dân sự, các bạn ạ, họ không cần phải khởi kiện ra tòa đâu. Anh B, nếu anh đồng ý trả cho người ta mỗi một tháng 10 triệu đồng, trả cho tới khi nào hết nợ tiền hàng, tiền nợ hàng hóa. Và nếu người ta đồng ý thì người ta đâu có cần phải khởi kiện anh đến tòa để tốn thời gian, công sức và tiền bạc hay không? Còn khi đã có một cái phán quyết của tòa, phán quyết là công nhận quyết định sự thỏa thuận hoặc phán quyết là bản án, thì họ sẽ nhờ cái cơ quan quyền lực nhà nước là tòa án, là thi hành án, sẽ phát mãi cái tài sản mà đến thời điểm hiện tại, đến cái thời điểm mà bản án có hiệu lực pháp luật, cái quyết định có hiệu lực pháp luật đó bạn. Nhờ pháp luật can thiệp, tôi sẽ không tư vấn kiểu như là luật có quy định để cho các, để cho chậm cái tiến trình trả nợ. Tại vì chúng ta phải hiểu chúng ta là bị đơn, và việc chúng ta vay tiền là có thật. Chúng ta mượn tiền hàng hóa, mua hàng mà ta đòi tiền là có thật.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khả năng của luật sư muốn tư vấn cho quý vị và các bạn, nếu đã có một cái phán quyết của tòa án thì khả năng thi hành án của quý vị và các bạn sẽ được thỏa thuận với người được thi hành án. Nếu trong trường hợp các bạn không thể thỏa thuận được khả năng thi hành án thì các cơ quan quyền lực lúc này là thi hành án sẽ có những cái biện pháp chế tài mạnh hơn, buộc ngăn chặn cái tài sản của quý vị là bất động sản, là động sản gì đó, phong tỏa tài sản và những cái biện pháp khác để đảm bảo khả năng thi hành bản án. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Chương trình Dân ta phải biết luật ta mang một cái thông điệp công bằng đến, một cái giá trị nhân văn đến cho tất cả mọi người. Tôi cũng không tư vấn cho quý vị và các bạn trong một trường mực vi phạm pháp luật. Tôi cũng không tư vấn cho quý vị và các bạn theo định hướng các bạn sẽ không trả nợ người ta. Đó là một cái giá trị nhân văn mà chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn có một cái định hướng rằng là tôi sẽ không trả nợ cho khách hàng, tôi cũng trả nợ cho cái ông chủ nợ, thì xin không điện cho chương trình Dân ta phải biết luật ta, vì nó sẽ không có một cái câu trả lời cho các bạn đâu. Tôi chỉ trả lời cho các bạn trong một trạng thái công bằng nhất. Có vay thì phải có trả. Nếu trong trường hợp các bạn xin được người ta cái lãi suất là điều tốt nhất. Còn nếu như trong trường hợp không xin được lãi thì tòa án sẽ áp dụng những cái quy định về lãi các bạn ạ. Nhiều người điện thoại hỏi vui lắm. Tôi không có khả năng trả nợ gốc rồi bắt tôi trả nợ lãi thì sao? Thì khi chúng ta động tác, khi chúng ta vay tiền, động tác khi chúng ta mua hàng hóa, chúng ta phải biết rằng khi việc chúng ta vay tiền chúng ta phải xin lợi. Còn bây giờ nếu như trong trường hợp chúng ta năn nỉ được thì chúng ta được lợi, còn nếu không thì tòa án sẽ áp dụng những cái quy định pháp luật về lãi suất. Có thể rằng trong chương trình này tôi hơi gay gắt, nhưng tôi muốn chương trình của tôi là một chương trình mang giá trị nhân văn. Có những cái comment rất là gay gắt về chương trình Dân ta phải biết luật ta, và tôi nghĩ rằng các bạn phải hiểu được rằng thông điệp của tôi là thông điệp cho đi. Có thể tôi không cần một comment nào đó đến trong chương trình Dân ta phải biết luật ta rằng tiêu cực, chương trình của chúng tôi tiêu cực, tư vấn có cái khuynh hướng được lợi cho một bên. Nhưng tôi sẵn sàng, tôi chấp nhận cái hướng đó, chứ không để cái chương trình Dân ta phải biết luật ta mất đi cái giá trị nhân văn. Các bạn thông cảm cho tôi nha. Xin trân trọng cảm ơn.